Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn yêu cầu Sở Y tế chủ trì phối hợp với các ngành đơn vị liên quan tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh sởi tại cộng đồng và các cơ sở khám chữa bệnh, triển khai các biện pháp xử lý triệt để ổ dịch ngay khi phát hiện trường hợp mắc bệnh. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục triển khai công tác tiêm chủng thường xuyên hàng tháng cho các đối tượng trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Trong đó, có tiêm vaccine sởi cho trẻ 9 tháng tuổi và vaccine sởi rubella cho trẻ 18 tháng tuổi, đồng thời ra soát tổ chức tiêm bù, tiêm vét cho những đối tượng thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng chưa được tiêm vaccine phòng bệnh sởi, đặc biệt chú ý đến vùng lõm tiêm chủng.